Quang Đẩu xin chào các bạn. Hôm nay cũng là ngày 14-15 ở Phan Thiết. Với cái tình hình chống dịch corona thì rất là chặt chẽ. Và chỉ vì cái con Co-34 COVID-19 ở Bình Thuận là do nữ doanh nhân đó là coi như là gây phiền toái, mà cả đất nước Việt Nam mình cũng đang khổ vì cái con Co-34 này rất là quấy nhiễu, rất là lộng hành ở trên cái toàn nước Việt Nam này. Và chính từ đó mình chờ những cái bài hát như bài hát của Vĩnh Lộc là nhạc sĩ Khắc Nhân đăng phối lâu quá, cho nên là sáng nay mình cũng liều mạng viết mấy chữ để cùng chia sẻ với anh em mình. Với cái mình không thể trực tiếp mà đi làm công tác nhiệm vụ để giúp cho bà con mình ở những cái vùng cách ly gây nhiễm, thôi mình ngồi đây để mình hát những bài này để cùng cổ vũ và động viên tinh thần cho các anh em chiến sĩ công an và các anh chiến sĩ bộ đội ở ngay 82 thị xã La Di, và cùng các bác sĩ, y bác sĩ đã chăm sóc tận tình cho bệnh nhân. Mình sẽ hát cho các bạn nghe. Đây là một sự chia sẻ thôi nha. Đến giờ này ta không thể ngồi yên, đến giờ này ta không thể ngồi yên, bởi vì sao đại dịch corona, đại dịch corona nó ở ngay đây lòng hành, ôi nó lòng hành trên đất nước ta. Toàn dân Việt Nam đoàn kết chung tay, trái nó cùng quay, giết chết nó đi. Toàn dân Việt Nam đoàn kết chung tay, thế giới chúng ta giết chết nó đi. Đến giờ này ta không thể ngồi yên, đến giờ này ta không thể ngồi yên, bởi vì sao đại dịch corona nó ở ngay đây lộng hành, ôi nó lộng hành trên đất nước ta. Toàn dân Việt Nam đoàn kết chung tay, trái đất cùng quay, giết chết nó đi. Toàn dân Việt Nam đoàn kết chung tay, thế giới cùng chung, giết chết nó đi. Toàn dân Việt Nam đoàn kết chung tay, trái đất cùng quay, giết chết nó đi. Rác cổ các bạn, nhà nghỉ thì đóng cửa, coi như là hy sinh, mình cũng hy sinh và mình cũng tự giác để phòng chống dịch corona. Bởi cái con 34 COVID-19 này rất là nguy hiểm, gây cả hoang mang, gây nhiễu cho đồng bào dân tộc Việt Nam mình. Đó là một sự phẫn uất, một sự căm hận. Toàn dân Việt Nam đoàn kết chung tay, trái đất cùng quay, giết chết nó đi. Toàn dân Việt Nam đoàn kết chung tay, thế giới cùng chung, giết chết nó đi.
các bạn, đừng quăng đá nha các bạn.